Tại tỉnh Bến Tre, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, địa phương đã và đang huy động tối đa các lực lượng để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay khi nhận được vaccine phân bổ. Qua đó, từng bước nâng tỷ lệ bao phủ vaccine, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến chiều ngày 16 tháng 11, thì tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại Bến Tre đạt trên 95%. Trong đó, thành phố Bến Tre và huyện Bình Đại đã đạt 100%. Huyện Châu Thành có tỷ lệ thấp nhất cũng đã tiêm được 89%. Ngoài ra, thì tỷ lệ tiêm mũi 2 của tỉnh đạt gần 50%. Dự kiến đến ngày 20 tháng 11 năm 2021, Bến Tre sẽ đạt 100% người dân được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19, đồng thời sẽ nâng cao tỷ lệ người được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hiện ngành chuyên môn đang hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện việc tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn.